khi mà tim nó bóp lại, nó đẩy máu đi thì đo được cái huyết áp này. Khi tim nó nở ra, tức nó giãn ra để nó lấy máu từ các tĩnh mạch về, ta gọi là huyết áp tâm trương. Đó thì cái đo huyết áp là như vậy. Cái huyết áp nó lệ thuộc vào mấy yếu tố. Nó có 3 yếu tố. Thứ nhất là tim, cái thứ hai là mạch, cái thứ ba là máu. Thí dụ như là máu nó quánh quá, nó đặc quá thì tim nó bắt buộc nó phải bóp mạnh. Còn cái mạch á, mà nếu mà nó sơ mạch á, nó hẹp lại thì máu nó lưu nó di chuyển nó chậm hơn. Để trị cái tăng huyết áp thì người ta lưu ý những cái gì? Thứ nhất là tim. Cái tim nó co bóp như thế nào đó cho nó mạnh để nó đẩy máu đi. Mạch làm sao để thông thoáng để máu nó lưu thông được dễ dàng. Thì đó là cái yêu cầu trong cái liệu pháp điều trị tăng huyết áp. Dạ. Đó. Vậy thì cái triệu chứng như thế nào thưa Lương Y? À, nó có cái ngộ này nè. Khi mình phát hiện thì dễ lắm, bằng đo huyết áp là biết liền. Nhưng mà triệu chứng mà chủ quan mình thấy á, thường thường là nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mặt hồng, mắt đỏ, là biết là huyết áp đang cao.